Cựu quản gia Harry sẽ bị người nhà đối xử lạnh nhạt ở lễ đăng quang Theo cử quản gia của cố công nương Diana, hoàng tử Harry đối diện với nguy cơ bị ghi lạnh trong lễ đăng quang của vua cha vì người thân chưa tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Paul Burrell, người đã làm việc cho Diana hơn 10 năm đến khi công nương đột ngột qua đời vào năm 1997, cho biết gia đình Windsor vẫn còn rất giận Harry bởi những gì anh viết trong cuốn hồi ký Svea. Theo cử quạt gia, công thức xứ sắc xét sẽ phải đối mặt với sự đón tiếp hờ hững lãnh đạo từ những thành viên hoàng gia khi anh tham dự sự kiện lịch sử vào ngày 6 tháng 5. Burrell nói với truyền thông anh rằng, Harry sẽ gặp rắc rối vì anh ấy phải ngồi giữa một gia đình mà anh ấy đã hạ về họ, chỉ trích họ, và cách anh ấy sẽ được đón tiếp như thế nào ư, rất là nhạt và thở ơ chứ sao nữa. Vì nhà Windsor không thể tha thứ cho anh ấy, họ mang ác cảm với anh ấy gia đình hoàng gia sẽ gạt bất kỳ ai ra ngoài lề nếu người đó không tuân thủ các quy tắc của tổ chức. Vua Charles III đã đặt ra các quy tắc ấy và Harry nên tuân theo chúng. Đến dự lễ đăng quang, giúp đỡ cha mình chỉ là điều tối thiểu anh ấy có thể làm. Cựu quản gia nói thêm. Ở một diễn biến khác, Burrell cho biết Meghan có lý do hợp lý để từ chối dự lễ đăng quang vì ngày 6 tháng 5 trùng với sinh nhật lần thứ tư của Hoàng tử Archie có nguồn tin cho rằng Archie và Lilybeth không được mời tham dự buổi lễ, vì vậy Megan phải ở lại California chăm sóc hai con, đồng thời tổ chức sinh nhật cho con trai đầu lòng. Theo cử quản gia, nhà sắc xếp kéo dài thời gian đáp lại lời mời tham dự lễ đăng quang đã làm náo loạn là giới truyền thông, khiến công chúng thất thỏm, tò mò. Việc một mình Harry về dự sự kiện cho thấy dấu hiệu bất hòa mới nhất giữa vợ chồng anh với gia đình hoàng gia kể từ khi họ từ chức thành viên cấp cao vào năm 2020.